xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá cả thị trường phân bón ngày 15 tháng 8 năm 2023, hầu hết các nhà máy sản xuất phân bón của Việt Nam đều ghi nhận tình hình điều chỉnh giá mới từ tháng 8. Theo ghi nhận của các doanh nghiệp phân bón, trong khoảng một tháng trở lại đây, giá ure trên thế giới liên tục tăng từ 24-50%, tương đương thời điểm đầu năm. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 580.000-630.000, Phú Mỹ là 570-620.000 đồng, Bình Điền là 580-630.000 đồng, Trung Quốc 570-620.000 đồng, ure Indo hạt đục, ure Malaysia hạt đục và ure Brunei hạt đục dao động từ 570.000-620.000 đồng. DAP Hồng Hà Xanh 1.100.000-1.160.000, DAP Trung Quốc nâu 64%, 780-820. DAP Trung Quốc vàng 64%, 780-820. Đình Vũ 720-760. Đức Giang vàng 64%, 720-803. Philippines 1.100.000-1.200.000. DAP Nga đen 64%, 780-820. DAP Nga xanh 64%, 740-708. DAP ba con cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.200.000-1.300.000. Phân kali Cà Mau 803-807. Phú Mỹ 803-806. Ba con cò 850-808. Kali Miễn Cà Mau 620-650.000. NPK 16-10-68. Bình Điền 780-800. Cà Mau và Phú Mỹ 780-801. Ba con cò 800-850.000 đồng. Của Việt Nhật 609-704. Yara Mila Complex 12-11-18 606-700.000 đồng với bao 25 kg. Hàn Quốc 16-16-8-9S là 600-650. 16-16-8TE Việt Nhật là 902-907. NPK 20-20-15 ba con cò 950-1.000.000 đồng. Bình Điền 1.000.000-1.100.000. Sông Danh 1.050-1.100.000. NPK 20-20-15TE Bình Điền 1.050.000-1.100.000. Phân Lân Xích Bê Lân Long Thành 220-208. Lân Vân Điển 250-209. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 520-507. Phú Mỹ 501-506. Bình Điền 520-507. Ure Hà Bắc, ure Ninh Bình và ure Trung Quốc dao động từ 501-560.000 đồng. DAP Hồng Hà Xanh 1.100.000-1.160.000. DAP Trung Quốc nâu 64%, 780-820. DAP Trung Quốc vàng 64%, 780-820. Đình Vũ 720-706. Đức Giang vàng 64%, 720-803. Philippines 1.100.000-1.200.000. DAP Nga đen 64%, 780-820. DAP Nga xanh 64%, 740-708. DAP ba con cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.200.000-1.300.000. NPK 20-20-15TE Bình Điền 975-1.050.000. 20-20-15 Bình Điền 903-907. 20-20-15 ba con cò 1.050.000-1.200.000. 20-12-7TE Bình Điền 950-980. 18-86 Việt Nhật 807-900. 18-86TE Việt Nhật 803-808. 16-8-14-12S Việt Nhật 850-900. 14-14-14 Philip 1.000.000-1.050.000. 15-5-10-14S Lào Cai 506-601. 16-8-8 Phú Mỹ 801-850. 16-16-8-13S-TE Phú Mỹ 850-809. 20-5-5 Bình Điền 700-704. 17-19-9 TE Phú Mỹ 809-904. 18-4
22 TE Bình Điền 970-1.010.000, 17-7-18 TE Cà Mau 804-808, 17-7-17 TE Cà Mau 850-808, 17-15-9 TE Phú Mỹ 803-807, 16-16-8 Hà Lan 700-770, Phân Lân, Lân Văn Điển 204-209, Lâm Thao 204-207, Lân Đen 201-206, NBK 16-16-8, Cà Mau 804-809, Đầu Trâu 708-803, Phú Mỹ 804-809, Việt Nhật 800-806, Hà Lan 700-750, Philip Korea 806-900, 16-16-8 TE Philip Korea 806-900, Phân Cali, Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 602-650, SA Nhật 308-450.000, Trung Quốc 450-408, Đài Loan 402-407. Miền Trung, Phân Ure, Cà Mau 508-603, Phú Mỹ 507-602, Bình Điền 508-603, Ure Hà Bắc, Ure Ninh Bình giao động từ 530.000-590.000 đồng, Trung Quốc 570.000-620.000 đồng, NBK 20-20-15, Sông Danh 1.035.000-1.090, Sông Hương 1.050.000-1.090, Đầu Trâu 1.070.000-1.150.000, Bông Lúa 904-908, Ba Con Cò 1.110.000-1.150.000, NBK 16-16-8, Cà Mau 707-801, Phú Mỹ 706-800, Lào Cai 707-801, Đầu Trâu 709-803, Lâm Thao 706-800, Việt Nhật 708-802, NBK khác 16-88 Phú Mỹ 708-802, 15-10-14S Lào Cai 508-602, 20-12-7 TE Bình Điền 900-950, 19-16 Sông Danh 709-850, 20-66 Ninh Bình 707-802, 13-13 Lâm Thao 708-803, 16-8-16 Phú Mỹ 403-408, 16-8-8 Lâm Thao 800-850.000, 12-5-10-14S Lào Cai 508-602, 15-5-20 Sông Danh 750-800, Phân Cali Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 602-650, Phân Lân Lâm Thao 250-209, Lào Cai 204-208, Phân Điển 250-209. Ở khu vực Đông Bắc Bộ, Phân Ure Cà Mau 508-603, Phú Mỹ 507-602, Bình Điền 508-603, Ure Hà Bắc, Ure Ninh Bình giao động từ 503-509, Ure Trung Quốc là 507-602. DAB Hồng Hà Xanh 1.200.000-1.350.000, DAB Trung Quốc nâu 64% và DAB Trung Quốc vàng 64% đều giao động từ 808-902. Đình Vũ 950-909, Đức Giang vàng 64% 702-803. Philippines 1.100.000-1.200.000. DAB Nga đen 64% 708-802. DAB Nga xanh 64% 704-708. DAB Ba Con Cò 1.000.000-1.100.000. Hàn Quốc đen 1.200.000-1.300.000. NBK 13-13-13 TE Bình Điền 806-809. 16-16-8 Việt Nhật 802-850. 16-16-8 TE Việt Nhật 806-809. 16-16-8 Ba Con Cò 809-902. 16-16-8 Phú Mỹ 802-850. 16-16-16 Ba Con Cò 803-808. 16-16-8 Lộc Điền 603-609. 16-88 Phú Mỹ 800-804. 16-88 Lâm Thao 801-850. 15-15-15 TE Amoni 406-408, bao 25 kg nha bà con. 12-5-10 Lộc Điền 503-507.
16-88-9S 803-880.000 đồng, 13-13 Lâm Thao 504-508, Phân Lân Lâm Thao 207-301, Lộc Điền 209-304, Văn Điển 250-208, Phân Cali Cà Mau 803-807, Phú Mỹ 803-806, Ba Con Cò 850-808, Cali Miễn Cà Mau 602-650. Giá tham khảo trên mỗi bao 50kg và áp dụng mua bằng tiền mặt nha bà con. Bà con lưu ý những loại phân nào có phân loại số ký ít hơn thì kênh cũng đã cập nhật trực tiếp ngay loại đó. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.